Xin chào cả nhà, ai là team giảm cân bơi vào đây nha. Đây, ai diet thì bơi vào đây ăn khoai lang với mình nè. Mình nấu khoai lang trong vòng 10 phút thôi cả nhà ơi. Đây mình có hai củ khoai lang mình rửa sạch trước khi mình nấu đây cả nhà nha. Hôm nay thì mình nấu cái món này rất là nhanh, trong vòng 10 phút thôi cả nhà ơi. Mình rửa khoai thật sạch và đã thấm nước thì mình lấy cái nĩa nè. Mình đâm quanh cái củ khoai luôn cả nhà nghe, để khi mình nướng khoai trong microwave thì nó không bị nổ. Mình thì bỏ thẳng khoai vào trong microwave thẳng luôn, mình không có cuốn cái gì lại hết. Đây thì mình nướng mỗi bên trong vòng 5 phút. Sau 5 phút thì cả nhà xem thử cái khoai nó chín đến cỡ nào, cả nhà trở lại nghe. Cả nhà trở mặt kia thì để nó chín đều cái củ khoai luôn cả nhà ơi. Rồi mình cũng đi nướng trong vòng 5 phút nữa là xong ngay cả nhà. Đây, bây giờ thì mình mở ra xem nó như thế nào đây. Nóng hổi luôn. Nóng quá. Cả nhà cẩn thận nha. Đây, mình lấy nhanh ra nè. Đây, mình để trong vòng có khoảng 5 phút cho khoai nó nguội, nó khô lại. Thì cả nhà ăn được rồi. Đây, thì khoai đã nguội rồi thì mình mở ra cho cả nhà xem nha. Đó, ngon chưa? Nó chín đều, nó thơm chưa? Nó khô luôn cả nhà. Nó không có nước, tại vì mình đâu có nấu nước đâu mà khoai nó bị nhão. Đây, củ này nó cũng khô luôn cả nhà nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Ly Family. Hôm nay mình ăn đơn giản không cả nhà? Hôm nay mình ăn khoai nha, khoai lang nha. Yeah. Đây nè, khoai lang này thì mình nấu microwave á, nhanh lắm. Đây, mời cả nhà nha. Khoai khô mềm ngon lắm cả nhà ơi. Vì sao mà hôm nay mình chia sẻ món khoai lang? Thật ra thì mình làm mukbang á, mình quay đồ ăn YouTube á, nhiều lúc mình ăn nhiều quá thì mình sợ mình lên cân nhiều. Những lúc mà không có quay YouTube á, ăn uống á, mình ăn khoai lang vừa tốt cho sức khỏe mà vừa giảm cân nữa cả nhà ơi. Cho nên là hôm nay mình chia sẻ cái món khoai lang. Cái khoai lang mà của người Tây á thì nó nhão hơn, nó rẻ hơn, còn cái khoai lang này này xuất khẩu từ nước khác tới thì nó đắt hơn một chút xíu. Ai mà muốn giảm cân cho Christmas thì ăn khoai nhiều nhiều lên nha. Hồi còn bé ở quê á thì gia đình còn hơi khó khăn cho nên mẹ trồng khoai lang đỏ này nè, nhiều lắm mà ăn ngon lắm cả nhà ơi. Ngon hơn khoai này luôn á. Nhiều người nói là trời ơi ăn khoai hồi nhỏ như vậy nhiều quá thì giờ ngán, nhưng mà mình không ngán cả nhà. Mình lâu lâu cũng thèm khoai lang. Ngon quá. Khoai lang này các bạn nướng xong rồi các bạn bỏ chi hay thêm đồ bơ chi thêm thì ăn buổi sáng vẫn ngon nha. Nhưng mà mình ăn giảm cân cho nên là mình không có bỏ mấy cái đó, mình chỉ ăn khoai lang không thôi.
Nướng khoai lang microwave á, nó khô luôn cả nhà ơi, nó không bị nhão ra luôn nè, không bị dính nước nó nhão á. Đây, mình thấy microwave good nha, vừa nhanh gọn lẹ nữa. Còn đây á, thì mình có trà, mình hay uống trà loại trái cây á, đây là trà atiso đỏ. Thì hôm nay thì mình làm cái video rất là ngắn, chia sẻ cái ngoài việc mà ăn mukbang để làm sao cho nó được healthy á, là tốt cho sức khỏe, thì mình có ăn thêm khoai lang này và những món khác. Thì hôm nay mình chia sẻ chỉ khoai lang thôi nha. Cả nhà ơi, cả nhà mà thích video của mình thì cả nhà làm ơn cho mình một like. Ai chưa subscribe thì nhớ cho gia đình mình một cái subscribe nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.